à, tay lái nhẹ dữ vậy, có trợ lực không, có trợ lực không? Không, không có mà có vậy nè. À đâu à, khoan đưa đưa anh thẳng thẳng lại coi, đưa tay coi đỏ lồm luôn. Tí vô sức dầu về rồi, tí vô sức dầu nha, tí vô sức dầu. Rồi ơi, xong luôn. Cái này hai cầu hay một cầu? Hai cầu anh. Ủa, hồi xưa giờ anh nhớ bánh hai cầu mà quên. Sao nó chết máy vậy? Tắt máy vậy? À. Cái chiếc này giờ là mình bán nhiêu tiền em ơi? Nguyên bộ nè. Nguyên bộ dạy 50 anh. 50 triệu nguyên bộ. Mấy thứ này nó mua nguyên sới đồ luôn, nó tiện ha. Nó đẹp ha. 14 mã lực 50 triệu. Có sới. Kèm đuôi sới rất mới nha các bạn nha. Thấy dàn dao này. Dao này mới thay hả Linh? Không, Zin nói vậy hả? Tính ra con này nó đâu có xài nhiêu đâu ta. Có giờ chạy nó được nhiêu? Giờ chạy nó được 800. Cái này nó chạy chưa tới 1000 giờ đâu. 873. À 873, thường chưa tới 1000 giờ đâu. Công nhận cái máy mà con của Buta. Thấy nó chạy bao lâu chạy với nghe tiếng máy vẫn ngon ha. Ha. Nó chạy cái máy rồi nó có vẻ nó mạnh mà nó êm. Sơn riêng hết rồi, có vỏ nứt quá. Ôi. Gì đó bà. À, cái xích đeo, xích đeo về tới đây nè. Rồi đâu vô số sới rồi. Wow, sên giữa đã quá. Em như cái nêm. Cái này sên giữa. Ờ, sên giữa quá em luôn. Anh em nào muốn làm đào mương đào đồ hết ý ha. Móc mương móc đồ, cái này này tháo rời hai tháo rời ra móc mương luôn nè. Thằng này đào mương luôn nè. Ngừng lại anh nói cho nghe. Đúng rồi, tháo hai này ra. Cái này là tháo hai con ốc này, rút hai cái cây ra, rút hai ti ra là làm thôi. Rồi quá ok. Xả xuống đi lên à. Xả xuống chạy cho chắc con em để luôn sao đó. Đứt không, đứt không, để kệ luôn sao đó. Rồi rồi ok, mở máy lên đây, lên đây. Wow, động cơ quá vip, không xả gió luôn ha, về nguyên zin luôn ha. Ô, tay lái nhẹ thiệt ta. À, đố biết nguyên do sổng cái đùi. Rồi xe quá đẹp, xuất sắc, giá quá rẻ, 50 tủ rất là còn mới ha, nước sơn đồ rin hết ha. Rồi Sunshine ZR thiên rin theo xe này đẹp. Rồi hai cầu, vỏ sau là
86. Chỗ trước là 50 12. Rồi thử chạy thử coi. Bây giờ mình thử chạy thử coi ha. Đạp côn vô số 2 đi. Buông thử coi. Ui, đang che à. Ta xuống che rồi. Có 2 đây. 2 tới đây. Đang chạy tầng nhanh. Đang chạy tầng nhanh. Ghé vô đi cưng. Ôi, xe tự lái luôn hả? Sao tự lái luôn rồi? 50 củ. Ê vô đây hả? Xe tự lái luôn các bạn nha. Rồi. Không biết mẹ lái đàng hoàng chứ. Để coi coi nó bẻ đi đâu nè. Thôi hả, để coi coi bẻ đi đâu. Hình như là những cái chiếc xe mà thấy nó tự động nó lái là nó đa số nó quay vòng tròn ha, nó đổ về hướng nào nặng nhất đúng không? Đó. À, bao ha. Con này về xài máy còn mạnh quá, còn rất là êm luôn. 50 củ giá rẻ. Có bớt xén gì không? Có bớt xén gì không? Nói chung anh em lấy bớt lọc bớt lá rồi chơi vui vui được. Lọc là cái gì? Bớt lọc cho anh em về làm ăn thôi chứ. À vậy hả? Bớt tiền lấy tiền thì sắp bớt nổi. Bớt cái cành được không? Tao bớt được. Có cái lá không vậy? Có cái cành luôn chứ bớt gì có cái lá không. Rồi mang xe vô. Mang xe vô đi. Tải nó chạy kia luôn đi. Hả? Chơi vậy nữa mới sốc nè. À. Chưa. À, bạn thấy không? Xe không người lái à. Để coi nó chạy đi đâu. Người nó cứ bẻ dài nó chạy lên kia. À. À, biết rồi. Nó là do cái này nè. Cất xe đi chứ. Xe không người lái. Không người lái nha bạn nha. Coi chừng. Từ từ.